sao bác có biết tại sao dàn karaoke nhà người ta nghe hay không? Chúng ta cùng tìm hiểu. Zika Audio, nghe chưa đủ, thấy sẽ tin. Vâng, một lần nữa chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio. Vâng, Zika Audio hôm nay chia sẻ đến các bác một cái thiết bị hỗ trợ cho dàn karaoke gia đình mà bên em đặt vừa rồi có hết hàng và bây giờ bên em đã về với số lượng cũng tương đối. Vâng, đó là cái máy nâng tiếng TD Acoustic. Vâng, mã là CB600. Đây là một thiết bị hỗ trợ cho dàn karaoke không thể thiếu mà tất cả các dàn karaoke đều phải có vì nó hỗ trợ cho giải âm rất là nhiều. Vâng, thì thưa các bác là bên em đã về nhé. Vâng, dòng máy nâng tiếng TD Acoustic CB, mã là CB600. Vâng, đây là cái vỏ hộp phía bên ngoài đấy ạ. Vâng, và bên kia bên em đang xếp ở trên giá rồi ạ. Vâng, và đây là những cái hộp mà bên em nhập nguyên đan nguyên kiện. Vâng, bên em về cũng được một số đấy ạ. Vâng, để cung cấp ra thị trường và phục vụ các bác ở mọi miền Tổ quốc. Vâng, thì chúng ta quay trở lại nhân vật chính đi ạ. Vâng, rất nhiều bác có gọi điện cho Zika Audio bảo tại sao mà những cái dàn karaoke của hàng xóm nghe hay thế mà bên nhà mình lại không được hay. Thì hôm nay bên em sẽ tư vấn cho các bác, đó là một thiết bị không thể thiếu trong dàn karaoke gia đình. Vâng, đó là máy nâng tiếng, một thiết bị giải quyết được tất cả mọi vấn đề về giải âm, về lời hát, lời ca nó được hay và chất nhạc được quay bổng. Vâng, nghe tí tách. Vâng, thì hôm nay bên em đã về các bác nhé. Em cho nhạc to lên tí ạ. Vâng, đây là thiết bị hỗ trợ hiệu quả nhất trên thị trường hiện nay. Đó là ông vua về cái dòng máy nâng tiếng. Về hình thức phía đằng trước cực kỳ là đẹp. Vâng, thì đây là máy nâng tiếng đang dẫn đầu về cái độ phủ sóng, độ tin cậy của khách hàng mà được người tiêu dùng bình chọn. Vâng, về cơ bản cái máy nâng tiếng này nó được thiết kế 3 phần gồm tinh chỉnh về bên trái là channel 1 và tinh chỉnh về bên phải channel 2, và đặc biệt nữa đó là cái phần điều chỉnh súp điện, tức là chỉnh riêng súp điện đấy ạ. Vâng, bác nào có xuất điện thì có thể hỗ trợ cho dàn karaoke, có thể kết nối đằng sau máy nâng tiếng. Vâng, thì đây là nhạc mà bên em đã căn chỉnh để đi qua máy nâng tiếng được hay nhất. Vâng, chúng ta cùng đi so sánh nhé. So sánh chất nhạc khi mà không đi qua máy nâng tiếng và đi qua máy nâng tiếng nó khác nhau có nhiều không các bác nhé. Giờ em tắt đi này. Vâng, đây là nhạc không đi qua máy nâng tiếng các bác nhé. Nghe nó rất là bí vì nó không được hỗ trợ các giải âm từ bass, chung, jet, hiệu ứng nhạc và hiệu ứng lời ca, hầu như nó không được hỗ trợ. Vâng, bây giờ em bật lên các bác so sánh nhé. Đây ạ. Vâng, nó thay đổi rất là nhiều. Vâng, đấy mới là cái các bác mà đang đi tìm hiểu tại sao mà dàn karaoke nhà hàng xóm quá hay. Vâng, thì đây em nói đây ạ, nó là một cái máy nâng tiếng hỗ trợ. Vì sao? Vì nó chỉnh được các giải các bác ạ. Vâng,
thì được các giải rất là chi tiết. Khi mà chúng ta thiếu cái giải nào đó, chúng ta can thiệp vào. Đó. Và trình độ hay như thế này thì mỗi tai từng người thì chúng ta có một cách thưởng thức riêng. Thì cái này nó không cố định. Dịch ca audio thì chỉnh. Và dịch ca audio nghe bát nhiều thì dịch ca audio chỉnh thêm bát. Và nhiều bác muốn nghe bát nó giảm bớt chút xíu, chúng ta có thể giảm ở lúm tinh chỉnh ở hai bên. Bên trái và bên phải, ở channel 1 và channel 2 đi ạ. Rồi cái này hỗ trợ lời ca tiếng hát thì cực kỳ là tuyệt vời. Và nhạc cực kỳ là đẳng cấp. Vì trong này được xử lý những chiết số rất là hay. Rồi cái này các bác cũng có thể kết nối được với âm ly các bác nhé. Không cứ nhất thiết mà phải vang với đầy. Có thể kết nối được với âm ly, hỗ trợ tiếng rất tốt. Vâng, một lần nữa thì em cũng nhắc lại là video này em thông báo là cái máy nâng tiếng TD Acoustic mã là CB600 đã hiện diện ở ZK Audio và có thể phục vụ các bác mọi miền tổ quốc được rồi ạ. Máy nâng tiếng TD Acoustic CB600 để nói trên thị trường thì không phải lúc nào cũng có. Vì thế các bác muốn sở hữu, các bác hãy comment để đặt điện thoại trên kênh nhé. Vâng, bên em sẽ gọi điện tư vấn trực tiếp cho các bác ạ. Vâng, một lần nữa thì ZK Audio luôn cảm ơn tất cả các bác khách hàng đã luôn đồng hành cùng ZK và có những cái comment, những cái chia sẻ cảm ơn cũng rất là tuyệt vời. Vâng, đó là cái tấm chân tình của quý khách hàng đã dành cho ZK. Vâng, một lần nữa thì ZK Audio luôn cảm ơn và bên em xin phép được dừng video. Và một lần nữa thì cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.